thực hiện nghị quyết 01 NDCP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Công Thương đã cụ thể hóa thành 134 nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2020. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo đó, các đơn vị chức năng thuộc Bộ đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, trên cơ sở kịch bản tăng trưởng chung, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng chi tiết cho lĩnh vực xuất nhập khẩu và các giải pháp thực hiện kèm theo. Do vậy, 2 tháng đầu năm 2020, Việt Nam vẫn đang duy trì hoạt động xuất nhập khẩu khá ổn định so với cùng kỳ năm 2019, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,92 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 37,1 tỷ đô la Mỹ, nhập siêu khoảng 176 triệu đô la Mỹ. Với sự xuất hiện của dịch COVID-19 đang lan rộng ở các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như hiện nay, thì việc Việt Nam ổn định hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy sự nỗ lực của cả Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã chủ động các biện pháp phòng ngừa rủi ro mất cân đối xuất nhập khẩu, hạn chế sự phụ thuộc vào một số địa bàn, tổ chức khai thác và tận dụng những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản thâm nhập thị trường mới. Thêm nữa, Bộ cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống, thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất và phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị cũng như đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường cơ cấu lại các ngành dựa vào lợi thế so sánh, tập trung phát triển những ngành công nghiệp mũi nhọn, tăng tỷ trọng các ngành chế biến chế tạo, phát triển mạnh công nghệ hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.